Chị Thỏ ơi, em quen chị lâu như vậy rồi, bây giờ em muốn nhờ chị một chuyện có được không? Gì mà mày nghiêm trọng thế? Nói thế nào? Bây giờ nhà hàng xóm, nhà bạn bè, đồng nghiệp em đều bảo là em không có ai theo đuổi. Bây giờ đứng trước ống kính này, em đang quay phim nhá. Thì chị bảo ấy, ống kính là chị theo đuổi em, sau đó em sẽ từ chối thị thằng Hừng. Bây giờ bắt đầu nhá. 1, 2, 3, bắt đầu đi. Từng có thể làm nghiêu chị được không? Em đồng ý. Chị Thỏ ơi, chị ăn kẹo không? Không. Không ăn thì làm người yêu em nhé. Có ăn. Ăn thì làm vợ em nhé. Chị Thỏ ơi, chị làm sao đấy? Mệt quá. Suốt ngày chạy trong tim em, bảo sao chả mệt. Chị Thỏ ơi, chị đi đâu đấy? Sao lại suốt ngày quay chị thế? Em không quay chị đâu, em quay vợ em chứ. Chị Thỏ ơi, bây giờ em hỏi chị như thế này nhá. Anh yêu em với em yêu anh chơi thân với nhau. Một ngày anh yêu em bỏ đi mất, vậy còn lại gì? Em yêu anh. Anh cũng yêu em.